Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Điều chỉnh chứng đau vùng thắt lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối bằng thẩm chỉ liên tâm. Tôi bị mắc chứng đau lưng và đầu gối rất là lâu rồi, hơn 30 năm nay là tôi bị tiêm, sử dụng thuốc rất nhiều ở bệnh viện cũng như là ở bên ngoài. Thì tôi bị bệnh viêm đa khớp giảm thấp thì nó rất là đau, thì tôi cũng điều trị các thuốc giảm đau, thuốc tây đấy, thì tôi phải ra ngoài tôi tiêm đi tiếp thôi. Tiêm thuốc thì vào đầu gối thì nó đỡ, nhưng mà cũng không đỡ nhiều, bây giờ nó vẫn đau. Tôi bị khớp này khi còn chạy, nhưng có một thời gian thì cũng không đi được, là tôi tiêm. Tôi bị đau đầu gối và bị đau người cái thể hại thì thể hại chân phải đau đầu gối khoảng 2 năm nay rồi, nó cứng to, nó cứng đi, nó có vẻ nó luôn ngạo và nó lết chân. Bị đau chết cái hai đầu gối thì và rất là tê chân tay, chân thì rất nhiều đôi chân thì khoảng nó được cũng lắm ra hai cái đầu gối như thế. Nam cái rồi bắt đầu mọi người chúng ta co cái chân lên và chúng ta kẹp vào trong quả bóng khô, mọi người cứ vuốt và miết lên. Ok. Rồi làm 5 đến 5 lần rồi mình kéo cái chân ra rồi mình lại ép nó vào. Qua cái việc vừa rồi thì tôi thấy rằng cái chân của tôi nó rất là nhẹ. Cái chân nó rất là nhẹ, nó rất thoải mái, thoải mái lắm rồi. Tôi thấy nó mềm nó nhẹ, rồi ngồi xuống thấy thoải mái, lúc nãy là phải viết nó lên. Sau khi thực hành thì tôi thấy là nó cái chân nó có mềm ra. Trước tiên là cảm ơn bạn đã chứ không. Và tôi thấy là cái chân nó nhẹ đi một tí rồi, nó cũng đỡ nhức hơn lúc đầu. Bây giờ tôi cảm thấy nó mềm nó nhẹ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.